Chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi con game Battle Rival. This place will be your grave. Và mình sẽ chơi hero Ariane nha. Vẻ đặc trưng của game này thì trong video trước mình đã nói rồi. Game này thuộc thể loại game MOBA nên nó chỉ có tính năng đấu 3v3 thôi. Chia làm hai đường. Tướng này là một tướng sát thủ anh em nhé. Tùy hôm nó sẽ có map khác, thì hôm nay map này chỉ có 1v1 thôi. Cái này chỉ có một đường thôi. Lùi đi. Ngu thế nhỉ. Toàn tay dài mà cứ lao đi đánh nhau. Khu này là khu gì nè? Này có quái gì? Tìm toàn tay ngắn là khó chơi quá. An ally has been slain. Overwhelming the enemy. Slain.
been slain. A powerful hero. Okay. Double kill. A powerful hero. You have slain an enemy. A powerful hero. You have slain an enemy. Overwhelming the enemy. Bọn tay dài này cứ gặp mình sát thủ tắt điện ngay ấy mà. Kia đánh ẩu thế nhỉ? Dừng đánh kia hồi máu. An enemy has been slain. Gotcha. Sang hẳn sau trụ nó đánh rồi. Tim mình liều thật đấy. Gotcha. À, thằng Giang hẳn sau trụ đánh luôn. Quá liều đấy. Bó tay thật. Mẹ nhìn hai trụ giật mình. You have slain an enemy.
The birth of a new hero. Giờ thì quá khỏe rồi. Xem có chọn được map không nhỉ? This place will be your grave. War God's descendants never lose. Game này chơi con Karen này đi. I don't bother with a fight. War God's descendants never lose. Rồi, chơi thằng Xiang Ru này đi. War God's descendants never lose. Xiang Ru trong dụng. Không, cái quạt bên kia mình thấy nhiều lúc nó chạy ít mù khỏe hơn đột ngột lại dừng. Welcome to the Sand Canyon. The battle will begin. Rồi, dừng tham trước để ra đường là hành sức mặt này. Cái tay ngắn nó hít ra bờ đấy. Minions have spawned. Game này không có ping ha.
An enemy has been slain. You have slain an enemy. Overwhelm him, yet enemy. Thế rồi. Thế là tự thắng rồi. An ally has been slain. Ra đường là tin địch hết. Bạn đã biết tham dự. The enemy turret has been destroyed.
legendary hero. Triple kill. A legendary hero. All of these heroes have been slain. Này team bạn chơi gì nữa? Descendants never lose. Never lose. Su-su. Không có hero mới để chơi. Most men just can't handle me. Thôi, đến đây thôi nha.